Rồi, cái quan hệ số 3 nữa là địa chi tam hợp. Mình không lấy xung lấy hại mà mình lấy hợp. Đúng không ạ? Anh chị nhớ cái ngày tốt với mình không? Tôi bảo là n lần nó là cái gì? Là hợp. Còn chia n lần nó là gì? Là hại, là xung. Hiểu chưa ạ? Nên người tuổi Tỵ đứng mà sáng tạo chọn ngày hợi. Ngày đấy ngày rời nó vừa, nếu như mà không có những vào trường hợp đặc biệt thì vẫn là xấu. Rõ chưa ạ? Rồi, địa chi tam hợp này. Chúng ta có thân tí thìn tam hợp. Nhìn này, nhìn trên bảng tôi vẽ thử một cái này. Thân này, tí này, thìn này, cái tam giác cân cách nhau là 1 2 3 4 này, 1 1 2 3 4 này, 1 2 3 4 này. Nó cách nhau thành tam giác đều gọi là địa chi tam hợp. Thân tí thìn tam hợp, Tỵ Dậu Sửu tam hợp, Hợi Mão Mùi tam hợp, Dần Ngọ Tuất tam hợp. Dần Ngọ Tuất tam hợp. Nhìn tam hợp bên này. Cái thân này là cái đọc trước cái tam hợp này. Cái này đọc trước tam hợp này. Thân tí thìn nên cái thân này là cái để sinh ra cái tam hợp này. Nên gọi dần thân tị hợi này á, tị cũng thế, dậu cũng thế, hợi cũng thế và dần cũng thế. Nên gọi nó là tứ sinh. Được chưa? Gọi nó là tứ sinh. Gọi là tứ sinh. Người ta tí ngọ mão dậu thì đứng ở giữa. Người ta lấy cái ngũ hành của tí ngọ mão dậu để định ngũ hành của tam hợp. Ví dụ tí thuộc thủy đúng không ạ? Nên thân tí thìn là tam hợp thủy. Dậu thuộc kim nên Tỵ Dậu Sửu là tam hợp hóa kim. Mão thuộc mộc nên Hợi Mão Mùi là tam hợp mộc. Và ngọ hoặc hỏa nên dần ngọ tuất gọi là tam hợp hỏa. Nên người ta gọi tí ngọ mão dậu là tứ chính. Chính mà lấy nó làm chính. Hay gọi là tứ vượng vì lấy nó làm chính. Rồi thìn tuất sửu mùi sinh ra vượng lên thì lại phải về với đất. Nên thìn tuất sửu mùi là bốn cái kết thúc của tam hợp nên gọi nó là tứ mộ. Chết thì nhập mộ. Nên gọi là tứ mộ. 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 Tứ sinh, tứ chính, tứ mộ. Tứ sinh, tứ chính, tứ mộ. Rồi, thân tí thìn. Tí là thủy nên thân tí thìn hóa thủy đúng không? Dậu thuộc kim nên Tỵ Dậu Sửu thuộc kim. Mão thuộc mộc nên Hợi Mão Mùi thuộc mộc. Và ngọ thuộc hỏa nên dần ngọ tuất thuộc hỏa. Thân dương đúng không ạ? Nhìn thân dương này. Tí dương, thìn dương. Ba thằng này đều dương cả ở với nhau. Đúng không ạ? Nếu khí không hóa là xung. Đúng không ạ? Nếu khí không hóa thì là xung mà. Chứ đâu có thể là hợp. Nên tam hợp nó có thể hóa được ngũ phúc và nó có thể hóa thành tam tai. Đúng không ạ? Lúc nào hóa tam hợp, lúc nào hóa tam tai, chiều sẽ học. Bây giờ chỉ biết nó là tam hợp đã. Được chưa? Và cái tam hợp này do Tỵ âm, Dậu âm và Sửu âm là cùng âm cả. Nên khí không hóa được thì thành tai, còn hóa được thì là phúc. Hóa được thì là phúc. Thì trong trường hợp nó chỉ có hai thằng thôi thì làm sao? Đúng không ạ? Nó có hai thằng thôi, tức là như thế này. Thân đây, Tí, Thìn. Nhưng bây giờ em tuổi Thân em đẻ ra đứa tuổi Tí được không? Mà không muốn đẻ đứa tuổi Thìn nữa thì sao? Chẳng sao cả. Người ta gọi cái thân tí này này, gọi là bán tam hợp, tức là một nửa thiếu một chút nữa được cái tam hợp. Gọi tí thìn này là bán tam hợp, và hai cái bán tam hợp này gọi là hai bán tam hợp mạnh.
mức độ hóa của hai bàn tam hợp này thân tí chẳng hạn thì cũng được được 70%, tí thìn được 60%, còn thằng thân thìn thì sinh ra chết luôn ấy, làm gì có khí nên chỉ có được 30% thôi. Và được cả thân tí thìn thì được cả bộ khí 100%. Ở đây là người ta nói cả cái gì? Mức độ ảnh hưởng của cái tam hợp khí hóa. Dạ. Ví dụ tôi tuổi thân mới đẻ ra đứa tuổi thìn thì mức độ ảnh hưởng nó chỉ khoảng 30% thôi. Còn nếu đẻ ra đứa tuổi tí này á thì mức độ ảnh hưởng lên đến 70% vì nó sinh vượng. Còn nếu như mà được cả bộ ba thân tí thìn thì tốt quá. Sinh con mà được tam hợp á thì nó là đại phúc. Chỉ sợ căn không đẻ được thôi. Đúng rồi, gần nhau sẽ là mạnh. Anh chị hiểu cái địa chi tam hợp chưa? Rồi, cái này gọi là địa chi tam hợp. Như vậy, bằng cái mối quan hệ tương quan của âm dương, bằng cái mối quan hệ tương quan của ngũ hành mà địa chi mới có địa, nó có hợp tạo thành cách hợp xung hình nhau, phá nhau, hại nhau, hãm hại lẫn nhau, xung đột lẫn nhau và hợp hòa hợp với nhau. Và do những cái mối quan hệ này mà thiên can cũng có xung có hợp, nên thành ra là người, thực chất thiên can địa chi là cách để mô tả cái âm dương ngũ hành đó. Nên đừng bao giờ sáng tạo bằng là tôi tuổi nhâm thì biến vi vương vì tôi sắp giàu đến nơi rồi, hay là con tuổi giáp hay con tuổi tí hay con tuổi nọ con tuổi kia. Không phải giáp nhâm quý tí sửu dần mão với ai. Nó tuổi nhâm nó đẹp không? Đẹp, đúng không? Quá đẹp. Nhưng mà bố nó mà lại tuổi bính ấy thì lại từ từ tính nhỉ. Rõ chưa? Vì nhâm bính nó xung. Nó bảo năm nay để tuổi thìn rồng đẹp không? Đẹp. Bố nó lại tuổi tuất. Đẹp với ai? Đẹp với ông hàng xóm, không đẹp với mình. Rõ chưa?